Trong cuộc sống, tiền bạc, công danh, địa vị luôn là mục tiêu mà mỗi người chúng ta hướng đến. Để có được những điều này, chúng ta phải cố gắng học hỏi, trau dồi mỗi ngày và thậm chí đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt. Nghệ sĩ cũng vậy, danh vọng luôn là niềm khát khao mà không phải ai cũng chạm đến được. Tập tiếp theo với chủ đề danh vọng, chúng ta sẽ được gặp gỡ với ca sĩ, diễn viên Maya và lắng nghe Maya chia sẻ về quá trình của mình từ lúc chập chững vào nghề đến khi đạt được những thành công như hiện tại. Liệu các nghệ sĩ sẽ tranh luận về chủ đề danh vọng ra sao? Thì bản thân của em ngay từ những ngày mới vào nghề thì đã từng bao giờ em có phải chịu một cái sự đánh đổi nào đó chưa? Cái sự đánh đổi của em ý, đấy là mình đã phải lao động và mình đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Nói một cách khác là em không chấp nhận sự đánh đổi để có được danh vọng. Em nghĩ rằng là cũng không nên, tại vì thật sự hai chữ danh vọng thì nó rất là cao, nhưng mà đồng hành với nó là cái chữ trả giá đấy. Cái gì nó cũng sẽ có cái giá của nó. Nhưng mà tuổi trẻ thì nó cũng chỉ có một thời thôi em. Bây giờ mình có thể mình tuổi trẻ thì mình nghĩ như thế, nhưng sau đó bây giờ mình không làm nữa, mình nhìn lại mình sẽ cảm thấy là nếu trước đây mình đã làm những cái gì nó quá lố bịch ấy, thì thực sự là nó cũng sẽ để lại những cái tiếng nó không được hay lắm. Chị nói xong chưa? Tôi nói cho chị một câu nha. Làm được những điều chị nói á, chúng tôi một khoảng thời gian rất dài để lên vị trí đó. Còn tôi làm cái kiểu này á, ngắn lắm chị à, lên một cái một, chị hiểu không? Ừ, rồi em xuống cái rẹt. Hãy cùng đón xem chương trình 8 lạng nửa cân phát sóng vào 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần ngày 2 tháng 4 năm 2021 trên kênh VTV9.